Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Nói Không Với Rác Thải Nhựa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại một siêu thị trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Và như quý vị và các bạn đã thấy thì ở đây thì đã bắt đầu bày bán những cái sản phẩm thân thiện hơn với môi trường. Vậy thì đó là những cái sản phẩm nào và sức mua của người tiêu dùng đối với những cái sản phẩm thân thiện này như thế nào, thì mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay nhé. Các bạn đứng cạnh tôi lúc này đây là bạn Dung, quản lý của siêu thị Tâm Đỏ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Xin chào bạn. Ở đây thì mình thấy là có rất nhiều các cái sản phẩm mà thân thiện với lại môi trường đã được siêu thị bày bán. Vậy thì Dung có thể chia sẻ một chút về những cái sản phẩm này. Đối với siêu thị thì bây giờ bắt đầu chúng tôi đang quan tâm đến những sản phẩm được làm bằng những chất liệu tự nhiên như ống hút giấy và đũa tre. Nó rất thân thiện với môi trường để thay thế những cái ống hút hay là đũa bằng nhựa, bởi vì những chất nhựa đó bây giờ nó đang là một vấn đề rất là quan trọng đối với môi trường. Thì phía chúng tôi đã nhập cơ bản là cũng nhiều những mẫu mã đẹp. Vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút ấy, là cái giá thành của những cái sản phẩm này thì nó có chênh lệch gì nhiều so với những cái sản phẩm trước đây hay không? Giá thành của sản phẩm này thì nó cũng không quá cao so với những sản phẩm bằng nhựa kia. Thậm chí có một số sản phẩm nó còn thấp hơn và nó cũng mẫu mã rất là đẹp bắt mắt, nên là khách hàng cũng tò mò, cũng muốn tìm đến sản phẩm để dùng thử. Thì sau một khoảng thời gian mà mình đưa vào thị trường những cái sản phẩm này thì bạn thấy là cái sự đón nhận của người tiêu dùng như thế nào? Những sản phẩm bây giờ sức khỏe là được tất cả mọi người đều quan tâm ấy. Nên là những cái sản phẩm chúng tôi đưa vào thì cũng may mắn là được khách hàng cũng phản hồi và cũng đặt niềm tin, nên là khách hàng cũng đón nhận nó một cách rất là vui vẻ và cảm thấy là cũng tốt đối với sức khỏe của gia đình, nên là đón nhận một cách rất là tốt ạ. Đúng rồi, tại vì là những cái sản phẩm này thì hầu hết là những cái sản phẩm rất là thân thiện với môi trường và đảm bảo cho cái sức khỏe, nên là cái lượng tiêu thụ chắc chắn là cũng sẽ cao hơn. Vậy thì trong thời gian tới thì cái hướng của siêu thị thì có mở rộng cũng như là bày bán thêm những cái sản phẩm thân thiện để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng hay không? Vâng, về phía chúng tôi thì trong quá trình tương lai tới là chúng tôi sẽ tìm thêm nhiều một số mặt hàng nó cũng là làm từ những nguyên liệu tự nhiên như này để đảm bảo được sức khỏe mọi người, nên chúng tôi đã và đang tìm rất nhiều nguồn hàng để đem đến cái sự lựa chọn tốt, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Và khi chúng tôi đã bày bán lên siêu thị cũng mong được nhận được sự phản hồi và góp ý của quý khách. Một lần nữa thì xin cảm ơn những cái chia sẻ của bạn. Chị ạ, chị đang đi lựa chọn những cái sản phẩm thân thiện với môi trường đấy ạ. Dạ vâng, vậy thì gia đình nhà mình có hay sử dụng những cái sản phẩm thân thiện này không thưa chị ạ? Gia đình mình thì có rất nhiều em bé, có nhiều em bé và cuối tuần thì thường đưa các cháu đi chơi, đi dã ngoại, nên là gia đình cũng thường xuyên là sử dụng những cái sản phẩm thân thiện với môi trường như thế này để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Dạ, như chị đi mua sắm thì chị thấy những giá thành của những cái sản phẩm này thì nó có đắt hơn so với những cái sản phẩm khác không thưa chị? Mình thấy giá thành rất là phải chăng, phù hợp với nhu cầu. Như bản thân của mình thì chị có biết được cái tác hại của các loại rác thải nhựa đối với lại môi trường sống hay không? Rác thải nhựa thì theo như mình được biết ý, thì là nó rất là khó phân hủy ra môi trường, và nó thứ nhất là khó phân hủy, thứ hai là gây độc hại với sức khỏe của con người, cho nên là gia đình mình càng ngày càng hạn chế sử dụng những cái loại nhựa và chuyển sang những cái loại dùng một lần như thế này. Dạ vâng, vâng. Cái này mặc dù là dùng một lần nhưng mà nó lại có thể phân hủy rất là nhanh trong môi trường, đúng không ạ? Vâng. Các bạn, tại thị trường tỉnh Điện Biên thì đã và đang bày bán khá nhiều các cái sản phẩm thân thiện hơn với môi trường. Ví dụ như là những cái cốc giấy như thế này thì dần thay thế những cái cốc nhựa, rồi ống hút giấy thì thay thế ống hút nhựa. Và cái sức mua của người tiêu dùng đối với những cái sản phẩm thân thiện này thì ngày một tăng, và qua đó thì đã góp phần không nhỏ trong việc hạn chế sử dụng các loại rác thải nhựa và bảo vệ môi trường sống. Đến đây thì chuyên mục Nói Không Với Rác Thải Nhựa tuần này cũng xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.